Thì nè, em thấy nha, là mỗi phiên bản của em đều có một cái gì đó mà em rất muốn giữ làm kỷ niệm. Nhưng là không phải cái gì xấu, cái gì tốt chân nha. Em chỉ thấy là ở cái thời điểm đó em có những thứ như là tới ngày hôm nay em vẫn nhớ. Và em vẫn như là đem ra như là em ký ức gì đó chứ yêu, hiểu không? Tại vì chứ yêu nào mà theo dõi em ở trên mạng xã hội nhiều đó thì có biết là em có chia sẻ câu chuyện về biến cố gia đình em đó trong năm 2019 đó chứ yêu. Cái lúc mà em bay qua, em bay chung với chị Trinh đó, thì cái lúc mà chứ yêu lần đầu tiên mà em xuất hiện đó chứ yêu, thế là lần đầu tiên mà em xuất hiện đó chứ yêu là em bay chung với chị Trinh đó. Thì lúc mà em bay chung với chị Trinh đó chứ, thì lúc đó là biến cố xảy ra rồi. Rồi sau cái chuyện đó xong cái tự nhiên em bị một thời gian là không tin được ai chứ, như là bị mất niềm tin vào mọi thứ. Xong em rất là sợ luôn, lúc đó em cực kiểu như là I don't know, kiểu như em không phải give up. Nhưng mà lúc đó là một thời gian rất là tối với em. Và em nghĩ là mỗi version của em thì đều có một cái khúc mà em đều muốn, đều có những cái khoảnh khắc mà em đều muốn như là lưu giữ trong cái memory em nhiều nhất. Tại là em không có ghét cái phiên bản nào hay là em có thích phiên bản nào chân á, phiên bản nào em cũng trân trọng chân á. Tại vì lúc đó em học được cái gì để của em ngày hôm nay, rồi mốt em học được cái gì để phát triển em thêm.